Hổ phụ sinh hổ tử, con trai Messi ghi 5 bàn trận, một siêu phẩm, 4 pha solo. Đoạn clip con trai thứ hai của Lionel Messi, Matteo, ghi 5 bàn trong một trận đấu của đội U9 Inter Miami đã gây sốt trên mạng xã hội. Trên mạng xã hội Twitter đã đăng tải đoạn clip ghi lại 5 bàn thắng của Matteo trong một trận đấu của U9 Inter Miami. Tính đến hiện tại, đoạn clip đã thu hút hơn 1 triệu lượt xem, 15.000 lượt thích và hàng trăm bình luận. Ở bàn thắng đầu tiên, Matteo bước lên chấm đá phạt trước khi thực hiện cú sút đưa bóng đi vào góc cao khung thành. Cậu con trai thứ hai của Messi sau đó chạy ăn mừng, gửi nụ hôn gió tới các cổ động viên trên khán đài, tái hiện một trong những màn ăn mừng mang tính biểu tượng của cha mình. Mặc dù vậy, đây mới chỉ là khởi đầu cho màn trình diễn ấn tượng của Matteo. Cậu nhóc 8 tuổi thể hiện kỹ năng đi bóng qua người như Messi để ghi thêm 4 bàn thắng nữa cho U9 Inter Miami. Tờ Daily Mail đánh giá, đây có thể là màn trình diễn ấn tượng nhất của một cầu thủ ở độ tuổi của cậu và bạn phải cảm thấy tiếc cho cha mẹ của các cầu thủ đối phương. Con trai của Messi đơn giản là không thể ngăn cản và đã cho thấy rằng cậu có khả năng tiếp bước cha mình sau màn trình diễn đáng kinh ngạc cho đội trẻ Inter Miami. Liệu một ngày nào đó chúng ta có thể thấy Matteo Messi đối đầu với Cristiano Ronaldo Jr. không? Trong 3 cậu con trai của Messi gồm Thiago, Matteo và Ciro, thì Matteo có phong cách thi đấu bóng đá, dáng chạy, kỹ năng khá giống với siêu sao người Argentina. Matteo cũng như anh trai Thiago, thi đấu cho đội U12 Inter Miami, đều mặc áo số 10 như cha mình, tờ Marca chia sẻ.